suy giảm tính mạch chân thì thường là nó do tắc mấy bệnh. Dạ thì đó cũng nghe thầy giải thì cái chuyện đó dễ dàng lắm, không có gì đâu. Khớp gối, khớp gối lắm mà biết làm sao, đi bệnh viện hai lần, về mát thứ hai đó. Bệnh viện gì kỳ quá, đi vô rồi về không hết. Má yên tâm gì, má đợi con về là con nhào vô con bóp cho má liền. Nhưng mà về thiệt làm như vậy là bữa nay hả, chân bữa hổm chân xứng với vậy nha. Bữa nay da nhăn lại rồi biểu. Má thấy đỡ không? Nói hả, cũng cỡ 60-70% là mình đẩy chân tĩnh mạch. Giải thích với má nè, do là má bị tắc mao mạch đó, con thầy con nghe đó. Tức là bà mẹ em là dạ, ở đây 80 mấy tuổi ở Việt Nam. Ừ, đặc cơ. Bây giờ nói về nè, giờ muốn dẫn má lại nhưng mà nó không để con đi học. Không cần thiết đâu. Đó, ở đây ấy, là nó có cái này nè. Đối với trong trường hợp mà suy giảm tính mạch chân thì thường là nó do tắc mấy bệnh. Dạ, thì đó cũng nghe thầy giải. Thì cái chuyện đó dễ dàng lắm, không có gì gì đâu. Ở đây ấy, thì có gì Yến cho cái địa chỉ ở đằng cái chỗ mà gì đó. Có, để mua cái đồ bóp chân á. Tại vì cô này có ở đây, cô sẽ đi, còn bà mẹ sẽ ở đây thì sẽ bị lại. Do đó có cái đồ bóp đó nữa, kết hợp. Một là bóp cái đó để cho nó làm cho cái hệ tuần hoàn máu ở dưới chân nó được lưu thông. Cái thứ hai nữa đó là nên động viên bà mẹ đó nhịn ăn buổi sáng. Đó đó, thì thường thường là vậy à, nhịn ăn à, rồi hút không khí chườm đá giống như thầy hướng dẫn à. Thì nếu như á, mà bà đồng ý mà làm đủ mấy cái đây hướng dẫn á, ngoài cái trường hợp em học đêm tác động cái chuyện là chuyện khác, thì bảo đảm là trong vòng một tuần lễ nửa tháng là bà chạy hào hào rồi, làm đúng cái hướng dẫn đây nha. Còn nếu như trong trường hợp mà mập béo rồi có bị cholesterol trong máu cao cao rồi cái thứ á, thì thực hiện cái chương trình ở đây á, trong vòng 6 tháng thì đi thử máu lại trở lại bình thường rồi. Hay cái cho đó mà phải thực hiện đúng như đây đó, thì sẽ thấy kỳ điều kỳ diệu xảy ra đó, bảo đảm luôn. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652. 0326 811258.